Kính chào quý khán thính giả, bên cạnh Mộng Lan đây là bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry Fountain Valley FV ở thành phố Fountain Valley. Và Mộng Lan xin kính chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mộng Lan và chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình TV và đặc biệt là chương trình OKC, nhất là chương trình coi như về AutoK, phối hợp AutoK và kính lọc mỏng. Dạ, thưa bác sĩ, tuần lễ này là tuần lễ Father's Day, tuần lễ từ phụ. Bác sĩ có đôi lời với quý khán giả của chúng ta, nhất là những ông cha. Vâng, thì coi như tình cha thì lúc nào cũng như thái dương để che chở. Vâng, mẹ thì coi như là âu yếm, còn cha là che chở. Thì đặc biệt là trong cái tháng cha này đó, chúng tôi có cái chương trình là chụp cái võng mạc, cái mật độ của võng mạc để xem võng mạc mình có bị mỏng hay không, hoàn toàn miễn phí. Vâng, thì cho các miễn phí cho các người cha. Còn cái tuần tháng vừa rồi chúng tôi đã miễn phí cho các người mẹ rồi, thì đặc biệt kỳ này tháng miễn phí cho các người cha. Vâng. Và số điện thoại để quý vị gọi tất cả các ông cha có thể đến với bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry Fountain Valley để được chụp mật độ của võng mạc, tức là cái density của cái võng mạc của quý vị đó. Số điện thoại là 714-418-9607, 714-418-9607. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh về cái nguy hiểm của cận thị. Vâng, thưa quý vị, là cận thị á, thì bây giờ theo tài liệu mới nhất là cái cận thị thì coi như là mình có những cái nguy hiểm sau đây, nó làm tăng cái mức độ cận thị lên. Thì thứ nhất á, là cái di truyền thì nếu mà chúng ta không có bố mẹ nào bị cận thị thì cái tỷ lệ rất là thấp. Tuy nhiên nếu mà một bố mẹ cận thị thì cái tỷ lệ này tăng gấp 3, nếu mà hai bố mẹ bị cận thị thì tăng gấp 6 lần. Và đồng thời cũng các yếu tố khác ảnh hưởng đến cận thị là cái vấn đề mà cái tuổi các em bị cận thị. Nếu các em cái tuổi các em bị cận thị đó, mà lúc các em bị cận thị đó là đã độ cao rồi đó, thì cái như cái cận thị của em gia tăng rất nhanh. Nếu các em bị cận thị ở mức độ cùng tuổi đi, tôi nói là 6 tuổi mà các em bị cận thị vừa thôi thì cái mức độ tăng trưởng cận thị các em ít hơn. Và đồng thời là cái hai con mắt làm việc với nhau như thế nào, trong hợp cái hai con mắt làm việc với nhau mà nếu các em mắt là các em nào cứ hai mắt mà nó cứ sát vô nhau á thì cái tỷ lệ cận thị các em cao hơn các em khác. Và đồng thời các em nào mà coi như cái điều tiết của các em kém á thì đương nhiên các em cũng gia tăng cận thị các em hơn các em khác rất nhiều. Thì những bằng chứng là những em nào cứ hay nheo mắt là quý vị phải nên cho các em đi khám mắt sớm. Đó là một cái những cái nguy hiểm gia tăng cận thị. Mà một cái nữa là cái biến chứng về cận thị thì bây giờ họ làm những cái thống kê mới nhất thì từ 3 độ, bữa tôi đã nói với quý vị nhiều lần đó là 3 độ là các em nguy hiểm rất nhiều. Bây giờ người ta thống kê là từ 1 độ 3 độ thì trong 3 cái chứng cườm khô là cataract, cườm nước là glaucoma và bong võng mạc retinal tear detachment, thì từ 1 độ đến 3 độ đó thì cái tỷ lệ là gấp 2 lần bị cườm khô so với người bình thường. Từ 3 độ đến 6 độ đó là 3 lần so với người bình thường. Từ 6 độ trở lên là 5 lần so với người bình thường, đó là cườm khô. Về cườm nước là tất cả đều là tăng gấp 4 lần so với người bình thường bị không bị cườm nước. Thì giờ các em bị cườm nước gấp 4 lần. Và về bong võng mạc thì từ 1 độ đến 3 độ đó là 4 lần. Từ 3 độ đến 6 độ đó là 10 lần và từ 6 độ trở lên đó là 16 lần đó quý vị. Thành ra các em dễ bị rách võng mạc, vô cùng rách võng mạc thì có nguy cơ bị hư vĩnh viễn cái mắt đó luôn. Và một trong những cái điều chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị đó là cái cho tới nay thì phương pháp AutoK vẫn là phương pháp an toàn nhất và hiệu quả nhất. Thì đây là người ta đưa ra những cái thống kê và sử dụng các phương pháp khác nhau để giúp cho cái vấn đề cận thị, kiểm soát cận thị. Thì AutoK hiện nay họ nói là 32-100%, nhưng mà cái tỷ lệ lúc này càng lúc càng cao. Ở phòng chúng tôi thì đạt được tới hơn 90% các em được kiểm soát được cái cận thị và các nơi khác. Tuy nhiên là có một số trường hợp rất khó thì chúng tôi cũng có tỷ lệ tương đối thấp, nhưng mà đa số là các em được kiểm soát. Thành ra tôi muốn nhấn mạnh quý vị là trong vừa qua tôi muốn nói ba cái điểm. Thứ nhất là cái nguy cơ gia tăng cận thị theo cái di truyền và cái mắt của các em. Cái thứ hai là cái nguy cơ cái biến chứng, là ba cái biến chứng cườm khô, cườm nước và bong võng mạc. Và cái cuối cùng là cái hiệu quả cao nhất của cái vấn đề AutoK. Chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị là để đáp ứng những cái nhu cầu về AutoK và tất cả các khám mắt và tất cả các nhu cầu khác, chúng tôi luôn luôn cố gắng trang bị những thiết bị mới. Và đây là ngoài những thiết bị mà chúng tôi đã có, chúng tôi có những thiết bị mới 2017, và đây là những cái máy mới nhất. Và đây là cái máy này có tác dụng không những vừa chụp cái giác mạc, vừa chụp cái coi như là những cái vấn đề về khám mắt, và đồng thời cũng chụp cái vấn đề khô mắt, chụp những vấn đề khô mắt và cái mí mắt của quý vị có bị problem hay không, và đồng thời chụp cả cái cataract nữa.
đánh giá được cái độ cườm của vị. Chúng tôi có hiện giờ chúng tôi có hai loại máy đánh giá được độ cườm, một máy khác và máy này để đánh giá cái độ cườm, và đồng thời là chụp, ngoài ra có nhiều cái chức năng chụp khác, chụp cả được cái những cái vấn đề quý vị bị lẹo hay là bị những cái gì trên mắt, mắt đỏ gì, chúng tôi sẽ chụp và lưu lại cái hình đó. Ngoài ra đây là những cái máy mà chúng tôi đã có, riêng một cái máy này là máy mới. Cái máy này là cái máy đo cái mật độ của cái võng mạc. Chúng ta nhớ là khi chúng ta đi thử xương, cái mật độ bone density ấy, thì chúng ta thử cái loãng xương hay không, thì cái này thử cái mức độ loãng của cái võng mạc. Nếu mức độ võng mạc của chúng ta thin, chúng ta mỏng hay là loãng quá thì coi như là dễ bị những cái chứng macular degeneration. Nên cái máy này rất tốt để thử. Thưa quý vị, mặc dầu cái diện tích của văn phòng cũng rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng trang bị những thiết bị mới nhất để giúp khám mắt và làm một thiết kế hiệu quả hơn. Đây là những cái máy mới mà chúng tôi có. Đây là cái máy, đây là thiết bị mà để khám mắt bằng digital. Chúng tôi có hai thiết bị digital để khám mắt, thiết bị digital mới nhất. Và tất cả cái này được control bằng bằng điện toán hết. Đúng, chúng tôi thay đổi những cái hình chữ trên đây và trên cái màn hình cũng thay đổi theo. Và đồng thời chúng tôi có thể thay đổi bằng những cái remote control để thay đổi những cái trên màn hình. Và đây là cái máy hệ thống khám mắt mới nhất của chúng tôi. Hệ thống khám mắt này là digital và coi như là nếu quý vị ngồi đây, quý vị sẽ nhìn lên cái TV trên kia và đọc những cái chữ trên đó. Và là có những cái test trên đó và đồng thời cũng có những cái video để có tính cách là giáo dục để giúp cho quý vị hiểu thêm về cái vấn đề về mắt. Và đây là những cái máy mà đo và cái giác mạc, và đây là cái máy, một trong những máy đo giác mạc và đồng thời đo luôn cả cái cườm mắt luôn. Chúng tôi có hai thiết bị đo để đo cái cườm mắt, đánh giá cái mức độ cườm của quý vị. Vâng. Xin chào anh và hai bé. Bây giờ anh có thể giới thiệu sơ qua tên của anh và hai bé trong gia đình mình một chút được không? Dạ, mình có Tiffany Trường và anh Kayla Trường. Hai đứa năm nay là 16 tuổi, Tiffany 16 tuổi, anh Kayla 15 tuổi. Dạ. Trước khi gia đình làm AutoKey thì anh có điều lo lắng gì không? Dạ, cũng rất là lo lắng, bởi vì không biết là khi mà làm AutoKey bé nó có gì không. Khi mà ra được gặp bác sĩ thì bác sĩ giải thích thì rất là an tâm, thành ra mới quyết định làm cho bé làm AutoKey. Dạ. Cho em hỏi sơ với Kayla nha. Kayla, so what your concern before you do AutoKey? Did you worry about it? I was worried whether the AutoKey would hurt while trying to put them on. How about Tiffany? How about you? Similar to Kayla, I was scared that it would hurt my eyes. Yeah. Còn bây giờ thì sao anh? Thì khi mà được bác sĩ với bà văn phòng training á, thì bé cảm thấy giờ rất là happy. Yeah. Bé rất là vui. How about you, Tiffany and Kayla? More relaxed because I'm able to see better. How about Tiffany? I feel happier that I don't have to wear glasses and I can just put on my contacts the night before. That's good. And bây giờ cho em hỏi anh nhé, là hai bé đã đeo AutoKey được bao lâu rồi anh? Dạ, cũng ra được 5 năm rồi. 5 năm hả? Dạ. Mình có gặp khó khăn gì trong cái đêm đầu tiên không? Đúng, đêm đầu tiên rất là khó khăn. Mà qua sự bác sĩ training kỹ, văn phòng training kỹ thì mình không còn cái worry về cái chuyện đó nữa. Dạ. Sau đêm đầu tiên thì bé còn phải đeo cái mắt kiếng không anh? Sau khi đeo AutoKey đêm đầu tiên đó. Dạ, không còn nữa. Dạ. Là bé là khỏi từng đeo cái mắt kiếng nữa. Anh có thấy cái lợi ích gì mà khi bé đeo AutoKey trong cái việc chơi thể thao hay việc học không? Dạ, rất là lợi ích. Tại khi mà mình đeo kiếng mà để chơi thể thao nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Và thứ hai nữa, giống như bé hiện giờ đang chơi tennis mà nếu mà đeo kiếng thì không chơi tennis được. Vậy là Kayla với Tiffany đều chơi tennis hả? Dạ. Dạ, là có tiến bộ nhiều phải không? Dạ. Rồi về mà sự học hành thì mỗi năm thấy mỗi bé tiến bộ, tại vì nó không có worry về kiến, nên nó nhìn rõ mà nó làm homework rất tốt. Yeah. Theo em biết là Kayla với lại Tiffany rất là được nhiều cái bằng khen thưởng phải không? Thì có gì anh có thể nói sơ coi là Kayla được những cái gì anh? Ví dụ như Kayla năm vừa rồi là của bằng của tổng thống Obama ký, bé trước là
rất là happy thành những cái bằng kia, những là cái bằng gì? Kia rất là nhiều mà nhưng thì mình cứ quan tâm những cái bằng mà đặc biệt thì để đem lên cho phòng bác sĩ coi. Rồi ngược lại bên Tiffany cũng có bằng tổng thống mà mình cũng quên đem, mà nhưng giờ đây bé học từ 4 tấm trở lên, hình bé nó có những cái bằng bé học lớp 9, lớp 10 là từ 4 tấm trở lên không? Wow, vậy là có tiến bộ rất là nhiều sau khi mình đeo AutoCare anh ha. Thành ra tại vì bé không có cần worry về kiến nữa, thành ra bé nó lo chăm chú học thì nó good. Thành ra mình cũng cảm ơn bác sĩ, văn phòng bác sĩ. Cho em hỏi là làm sao mà mình biết được cái chương trình AutoCare ở văn phòng này vậy anh? Thì nhờ bác sĩ lên TV với lại báo chí, thành ra lúc đó mình mới liên lạc, mới ra văn phòng gặp bác sĩ mà hỏi thì mình thấy là an tâm, thành ra mình mới chọc cháu nó làm. Vâng, rồi anh có định giới thiệu cái chương trình này với những người khác không? Có chứ, mình lúc nào cũng giới thiệu anh em, bạn bè. Bởi vì mình thấy mình làm chỗ bác sĩ mà good á, thì mình phải giới thiệu cho mọi người tới để mà mọi người đều an tâm. Nên là mình giới thiệu rất là nhiều. Cảm ơn anh. Vậy trước khi mà mình chương trình kết thúc đó, thì anh có muốn nói điều gì với bác sĩ James Chương không? Mình cũng thích nói nhiều lắm chứ. Rất là cảm ơn bác sĩ Chem Trương với lại nhân viên ở đây nữa. Làm cho mình happy và mấy cháu nó cũng rất happy nữa. Mấy cháu lúc nào nó cũng happy và thank you bác sĩ nhiều. Là bác sĩ là một bác sĩ giỏi trong về chuyện AutoCare. Thì mình cảm ơn bác sĩ nhiều. Yeah, how about Kayla? Con muốn say something to Dr. Chem Trương? I would like to say that I am very grateful that I'm able to see better and pay attention in class because I can see the board. Yeah, it's very good. How about Tiffany? I want to say thank you for teaching me about AutoCare, allowing me to see in class too. Yeah, okay, rồi cảm ơn anh rất là nhiều và gia đình. Cảm ơn anh và Kayla với lại Tiffany. Dạ, cảm ơn bác sĩ và các